Minh Đăng và Hồng Loan xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo sư Đức Mạnh Hằng Cư giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Phaolô Nguyễn Tất Hải, thánh ca và tin tức công giáo. Phần cuối cùng là một câu chuyện về thánh Lorenzo Brindisi, linh mục tiến sĩ hậu thánh. Minh Đăng và Hồng Loan mời quý ông bà anh chị em cùng xem. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác, gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa, tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây có đấng còn cao trọng hơn Salomon. Đó là lời Chúa. Quý sư ông bà và anh chị em thân mến, Đức Tổng Giám mục Phu Tân Xin, ngài là sắp sửa sẽ được phong chân phước trong thời gian sắp đến đây. Ngài là giám mục của giáo phận Rochester, và ai trong chúng ta ít nhiều và ngay cả ngoài đời người ta cũng biết đến danh tiếng của ngài, bởi vì ngài đã giảng dạy trên TV vào những thập kỷ 50-60 thế kỷ trước, và những cái show truyền hình của ngài cũng đã được giải thưởng, chứ không phải là chuyện nhỏ. Và vì thế ngài, mỗi khi ngài giảng thì có nhiều người đến với ngài. Thì có một lần kia ngài giảng về cái sự kiện là tiên tri Jonah trong bụng cá 3 đêm ngày. Thì có một người đang nghe trong cử tọa giơ tay hỏi Đức Tổng Giám mục Phu Tân Xin: Thưa Đức Giám mục, theo Đức Giám mục chuyện này có thật hay không? Thì Đức Giám mục cũng phải giải thích cho thế này thế kia. Nhưng mà ông ta nói là cũng có vẻ là không có tin lắm về phép lạ trong Jonah trong bụng bà cá 3 ngày 3 đêm. Và vì thế ông ta nói cứ hỏi đi hỏi lại. Thế thì Đức Tổng Giám mục Phu Tân Xin mệt, cảm thấy nó mỏi mệt quá rồi, nói thôi thì bây giờ thế này, thôi thì bây giờ ông tin thì chờ ông, khi nào ông chết, ông chết thì lên thiên đàng gặp Jonah hỏi có thật hay không. Nhưng mà rồi ông cũng nói tiếp, hỏi tiếp: Nhưng mà lỡ lên thiên đàng không gặp Jonah thì sao? Thế thì ông đi chỗ khác, đi chỗ khác gặp. Dĩ nhiên chúng ta biết chỗ khác là cái khóa ngục. Bởi vì thế chúng ta thấy cái sự kiện tiên tri Jonah cá 3 đêm ngày trong thời cựu ước, và Chúa Giêsu nói đến cái việc phép lạ của ngài còn hơn thế nữa. Nhiều người đã nhận ra được ngài đã làm cho người mù được thấy, cái quẻ được đi, người câm được nói, vân vân, và cái chết sống lại. Nhưng mà cũng có những người luật sĩ và biệt phái muốn Chúa làm một dấu lạ nữa. Chúa Giêsu kể lại câu chuyện tiên tri Jonah, và qua đó để báo trước là một phép lạ cao cả nhất, đó là phép lạ Chúa sống lại từ cõi chết. Những người biệt phái, những người luật sĩ không tin vào Chúa, trong khi có nhiều người dân đi theo ngài, tin vào điều ngài làm, tin vào ngài, điều ngài giảng dạy. Bởi lẽ chúng ta biết rồi, buộc nhài không thiên, chúng ta thấy vậy. Rồi một cái điều, cái lý do khác có thể rằng là cảm thấy mình có, tức là có ngoài cái thành kiến buộc nhà không thiên, thì có một cái ác cảm khác, bởi vì Chúa Giêsu nổi bật hơn họ, do đó không có thành kiến.
Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì chúng ta thấy rằng là có những người đi theo Chúa, có những người không chấp nhận Chúa. Và ngay cả những người đi theo Chúa rất là nhiều, rồi chúng ta sẽ thấy họ đã phản bội Chúa khi Chúa vào thành Jerusalem. Ngài chịu đau khổ, Ngài chịu đóng đinh. Chính những người đã tung hô Chúa thì cũng có những người, chính những người đó cũng đã phản bội Chúa, lên án Chúa, đòi đóng đinh Chúa. Cái bài học đó cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là chúng ta, những người Kitô hữu, những người được rửa tội trong máu Chúa Kitô, thì chúng ta đã được thanh tẩy. Nhưng mà liệu chúng ta hỏi xem chúng ta thật sự là môn đệ của Chúa hay là chỉ là người đi theo Chúa lúc này lúc kia? Và ngay cả là môn đệ của Chúa cũng nhiều khi cũng phản bội Chúa nữa. Và vì thế chúng ta thấy có một số anh chị em tin lành đi truyền giáo hay hỏi vào you saved, bạn có được cứu rỗi chưa? Và thường thì người ta nói thì nếu như mà người nào cũng chưa có tin Chúa hay là tin sơ sơ thì nói ô đây rồi, đi với chúng tôi rồi sau đó rửa tội lại, nếu như người đó đã từng rửa tội hoặc là chưa rửa tội, vân vân. Và đối với những anh chị em đó, cái niềm tin xác tín là tôi được Chúa cứu, tôi được Chúa thương Chúa cứu và rửa tội, thế là xong. Nhưng mà thật sự nó không có đơn giản như vậy. Bởi vì chúng ta biết là đức tin không có việc làm, đức tin chết. Và vì thế trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách tiên tri Mica thời cựu ước, chúng ta nghe qua miệng ngôn sứ Mica, Thiên Chúa nói với dân Do Thái, những người cầm quyền, những người có thế lực, những người giàu có, họ tự hào là dâng lễ vật lên Thiên Chúa, của lễ toàn thiêu, con bê một tuổi, vân vân, dâng con đầu lòng lên cho Chúa. Những việc đó họ giữ kỹ, nhưng mà đối với Thiên Chúa cũng chưa được. Bởi vì những cái lễ nghi họ thực hiện nó không đi đôi với cái cuộc sống hàng ngày của họ. Bởi vì họ sống bất công, họ sống không có lương tâm, họ sống không liêm chính, họ bóc lột những người khác. Và vì thế giữa cái hành động thờ phượng Thiên Chúa nơi đền thờ, nơi các nơi tế tự, hầu như chẳng có liên can gì đến cuộc sống hàng ngày của họ. Và vì thế Thiên Chúa qua miệng lưỡi của tiên tri Mica đã lên án những người như vậy. Và ở đây Chúa nói rất là rõ điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi dân Do Thái cũng như cho chúng ta ngày hôm nay, đó là hãy thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa. Hãy thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa. To act justly, to love tenderly and to walk humbly before God. Đây là những điều rõ ràng Thiên Chúa muốn. Bởi vì những lễ nghi thực hiện nhiều khi nó chỉ là cái bề ngoài, nó không đòi và nó không đi vào sâu trong tâm hồn, không có một cái sự khoáng cải đòi hỏi chúng ta thực hiện cái điều công bình, nhận ra anh chị em con cái của Chúa để rồi chúng ta phải đối xử công bằng, không có bóc lột, không có cư xử. Và dĩ nhiên cái sự công bằng ở đây không phải chỉ nói về vấn đề trả lương xứng đáng cho người làm công, không phải vậy. Công bằng ở đây nói đến một cái gì nó rộng hơn. Và ngay cả trong gia đình, đời sống gia đình nữa, ngay cả trong đời sống gia đình, chúng ta có thật sự nghĩ rằng chúng ta có công bằng với vợ mình, với chồng mình, với con mình? Ở đây không có nghĩa rằng là người làm nhiều làm ít, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ coi, vợ mình đi làm mặc đầu tắt mặc tối rồi cũng nấu ăn, mình làm, mình cũng đi làm thôi, rồi sau đó về nhà mình coi tivi, đánh cá độ, chẳng làm gì cả. Thì ngay cả những sự đó là công bằng tối thiểu, chứ chưa nói đến vấn đề khác. Và rồi trong cả giáo xứ cũng vậy, trong hoạt động sinh hoạt của giáo xứ cũng vậy,
Có những anh chị em làm hết sức cho những anh chị em khác. Mà có những người coi như là cái chuyện đó là chuyện ở đâu đâu, không phải là chuyện của mình. Quý mến lòng nhân lành, chúng ta chỉ có thể nói đến cái sự nhân lành nếu chúng ta phải nói công bằng. Công bằng trước. Và dĩ nhiên vượt lên trên cái sự công bằng đó là cái lòng yêu thương, lòng mến. Lòng mến, lòng mến vượt lên trên cả sự công bằng. Thế rồi chúng ta nhận ra được là tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta đòi hỏi chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Và nhất là chúng ta phải khiêm tốn, khiêm tốn trước mặt Chúa. Sở dĩ thế giới có sự loạn lạc, chiến tranh, trong gia đình bất hòa, trong giáo hội có những xào xao, vân vân, bởi vì chúng ta không khiêm tốn đủ bước theo Thiên Chúa. Khi chúng ta khiêm tốn, tức là chúng ta nhận ra sự thật về chính mình, chẳng là gì cả. Chúa ban cho chúng ta một chút sức khỏe, Chúa ban cho chúng ta một chút tài năng, Chúa ban cho chúng ta một chút thời giờ. Đó là hồng ân Chúa ban cho, chúng ta chẳng có gì cả. Và nhiều khi chúng ta lấy đó làm cái của riêng của mình để chúng ta lên mặt với người khác, hay là chúng ta đối xử với người khác một cách bất nhân. Phải khiêm tốn bước theo Thiên Chúa. Đặc biệt chúng ta đang sống trong xã hội, trong vòng 10 ngày, trong vòng 10 ngày hai vụ bắn giết cảnh sát, 8 cảnh sát bị chết. Chắc chắn rằng người giết cảnh sát, người đó chắc thế nào cũng gọi là thường thường, gọi là Kitô hữu, chắc cũng đi nhà thờ, chắc cũng biết đọc kinh lạy cha, nhưng mà hầu như chẳng có liên can gì đến hành động dân cái sự cuộc sống hàng ngày. Rồi chúng ta thấy xảy ra cái việc bắn giết một cách tàn nhẫn, vô lương tâm. Bất kể cái lý do nào đi chăng nữa thì không thể làm được cái điều đó, bởi vì nó không thực hiện cái sự công bằng. Người ta chẳng làm gì mình, cá nhân mình giết người ta, có vợ có con, cảnh sát cũng có vợ có con, cũng chẳng có lòng nhân lành gì cả. Và nhất là không khiêm tốn bước theo Thiên Chúa, chẳng có khiêm tốn gì cả. Bởi vì cuối cùng cái quyền hành tột cùng đó là của Chúa. Bởi thế chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra được cái sự hiện diện của Chúa, dấu lạ của Chúa ngay trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, nơi những anh chị em chúng ta gặp gỡ hàng ngày trong gia đình. Bởi vì nếu như chúng ta không thấy Chúa trong anh chị em của chúng ta, chắc chắn rằng chúng ta sẽ hủy hoại những anh chị em khác. Chúng ta sẽ không sống công bằng, chúng ta sẽ sống gian ác, chúng ta sẽ sống kiêu ngạo, đó là điều chắc chắn. Và phép lạ đó là phép lạ nhãn tiền trước mặt chúng ta, chứ không có đi đâu xa cả. Chỉ có điều là xin Chúa giúp cho chúng ta bỏ đi cái thành kiến, thay đổi để chúng ta nhận ra Chúa hiện diện, phép lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong những anh chị em của mình. Mình cứ nghĩ rằng là nếu khi mình nghĩ rằng là Chúa chỉ làm phép lạ cho tôi mà không cho anh chị em khác, thì chúng ta sẽ không thấy được anh chị em chúng ta đáng giá trước mặt chúng ta đâu. Vậy thế chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được cái điều đó, để chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta biết sống công bằng, biết sống nhân lành, và biết sống khiêm tốn. Amen.
theo tin từ Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi điện văn chia buồn với nước Pháp. Vào ngày 14 tháng 7, tại thành phố Nice, nước Pháp, trong khi dân chúng đang đứng chật đường phố để thưởng ngoạn cục bắn pháo bông, thì một chiếc xe tải trong đó có súng và lựu đạn chạy với tốc độ rất nhanh đã đâm thẳng vào đám đông dân chúng, cán chết 84 người và gây trọng thương cho nhiều người. Trong điện văn gửi nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Nice và thể hiện nỗi buồn sâu sắc của Ngài cũng như sự gần gũi tinh thần của Ngài với người dân Pháp. Trong điện văn gửi Đức Cha André Masson, là giám mục giáo phận Nice, bức điện ghi nhận rằng trong khi Pháp đang kỷ niệm ngày quốc khánh, bạo lực mù quáng đã một lần nữa tấn công quốc gia tại thành phố Nice, nơi các nạn nhân bao gồm nhiều trẻ em. Đức Thánh Cha một lần nữa lên án những hành vi như vậy. Bức điện cho biết thêm là Đức Thánh Cha Francisco phó thác và lòng thương xót của Thiên Chúa những người đã thiệt mạng, và Ngài chia sẻ nỗi đau của các gia đình tan quyến, cũng như bày tỏ sự đồng cảm của Ngài đối với những người bị thương. Đức Thánh Cha kết thúc bức điện thư với lời van xin Thiên Chúa ban cho ân sủng hòa bình và hòa hợp, và xin muôn ân lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này và tất cả nhân dân Pháp. Theo tin từ Roma, mẹ linh mục từ chối phá thai và nay Ngài giúp mẹ gặp Đức Giáo Hoàng. Trong khi say thuốc ngủ tại Lidomite, Sarah Figueiredo mang thai đứa con thứ tư và cũng là con út Anthony. Thuốc thalidomide được khám phá sau Thế chiến thứ hai và có công dụng giúp dễ ngủ và làm các bà mẹ mang thai bi hành, thai cảm thấy dễ chịu. Thuốc được các bác sĩ khắp thế giới đã cho là an toàn cho phụ nữ mang thai. Sarah lúc đó đang sống ở Nairobi, Kenya và là một trong các bà mẹ mang thai dùng thuốc đó. Mãi đến năm 1961, người ta mới khám phá ra là thalidomide có thể làm biến dạng thai nhi trong bào thai phụ nữ dùng thuốc này. Nhiều em bé sinh ra bị chứng phocomelia, làm cho chân tay bị ngắn, thiếu hụt hoặc giống như mái chèo. Thuốc bị cấm vào năm 1962, khi các bác sĩ khám phá đứa con sắp sinh của Sarah sẽ mang dị tật. Họ khuyên bà phá thai. Nhưng Sarah và chồng bà, vốn là tín hữu Công giáo ngoan đạo, đã từ chối. Sarah tin là con bà có sứ mạng đặc biệt. Theo con bà, lúc này là Đức ông Anthony Figueiredo. Cha mẹ ông nói với các bác sĩ, nếu Chúa cho phép chúng tôi có con, đứa con đó sẽ không lãng phí. Ngược lại, Chúa sẽ có sứ mạng cho đứa trẻ mà họ tin là thiên chức linh mục. Mặc dù tay bị tàn tật, Đức ông Figueiredo được thụ phong linh mục năm 1994 và có kinh nghiệm dạy dặn về sứ mạng truyền giáo cũng như kiến thức sư phạm về thần học. Ngài hiện là linh hướng cho hàng trăm chúng sinh tại Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở La Mã. Cố vấn các hồng y trong việc soạn thảo các bài viết và nói, và làm việc gần gũi với Đức Giáo hoàng. Đức ông cũng đã gặp mẹ Teresa và đã làm trợ tá cá nhân cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto 16 trong nhiều năm. Vào tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại cho Đức ông Figueiredo để ngỏ ý muốn gặp mẹ của Đức ông. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã trực tiếp tổ chức và đón tiếp cả hai mẹ con Đức ông tại nhà khách Thánh Martha của Vatican. Tin từ Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án nạn bạo lực và kỳ thị chủng tộc gia tăng. Tin từ Washington DC cho hay, đứng trước cảnh hai người da màu bị cảnh sát bắn chết và sau đó là 5 nhân viên cảnh sát bị bắn hạ bởi một binh sĩ da màu trong các vụ biểu tình của dân chúng gần đây. Trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật mùng 10 tháng 7 năm 2016, Đức Hồng Y Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, đã mạnh mẽ lên án nạn kỳ thị và bạo lực gia tăng. Ngài kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói, từ Minnesota tới Louisiana và Texas, ước chi quốc gia này được tín thác cho Thiên Chúa duyệt xét linh hồn mình, và xin Thiên Chúa ơn chữa lành, hòa bình, công bằng và hòa giải. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta là thụ tạo của Ngài, và chúng ta sâu xé nhau. Vì thế, để sửa chữa lại chính mình, chúng ta cần biết lắng nghe các giáo huấn của Chúa.
Đức cha Kevin Farrell, giám mục Dallas, cũng mạnh mẽ lên án nạn kỳ thị bạo lực gia tăng. Nhân danh mọi giám mục Mỹ, Đức cha Joseph Kurz, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã ra thông cáo khích lệ mọi người chống lại thù hận, điều luôn khiến cho con người không trông thấy cộng đoàn nhân loại của mình nữa. Cảnh sát không phải là một kẻ thù không diện mạo. Một công dân bị nghi ngờ không phải là một đe dọa không diện mạo. Đức cha mời gọi mọi người suy tư về giá trị của sự sống và nhân phẩm của từng người. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Hoa Kỳ cũng lên án kỳ thị bạo lực. Bà Agnes Arbon, giám đốc trung tâm đại kết, đã bày tỏ liên đới với các nạn nhân và gia đình họ, cầu mong làn sóng thù hận và kỳ thị chủng tộc da màu biến mất, để nhường chỗ cho bầu khí của hòa bình và hòa giải. Bà tuyên bố, chúng tôi hoạt động và dấn thân hàng đầu chống lại nạn khuynh hướng kỳ thị chủng tộc, và kỳ thị là nguyên nhân chính khiến cho người dân tức giận và có các hành động bạo lực không thể tả được. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người có thể trở thành các xúc tác của thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau tiến bước trên bình diện toàn cầu trong một hướng và tiếp tục con đường của dân Thiên Chúa. Trao ban hy vọng cho những người bị thương tích, cho những người đã mất người thân và cho những người hàng ngày phải sống trong sự sợ hãi. Các lời chia buồn và liên đới đã được mọi giáo hội thành viên của Hội đồng Đại kết toàn Hoa Kỳ bày tỏ, chống lại các bạo lực xung khắc giữa lực lượng cảnh sát và cộng đoàn da màu. Thánh Lorenzo Prudenzi, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân có tên gọi là Jules Cesar Russo, sinh tại Prudenzi, vùng Apulia, miền nam nước Ý Đại Lợi. Ngay từ hồi còn nhỏ, còn niên thiếu, thánh nhân đã ước ao trở thành người hướng dẫn các linh hồn. Để thực hiện giấc mơ phục vụ các linh hồn, thánh nhân đã xin gia nhập dòng thánh Francisco ở Verona. Với tấm lòng mến Chúa và tha thiết phục vụ tha nhân, Thánh Lorenzo đã được mặc tu phục Francisco vào năm 1575 và được gọi là Thầy Lorenzo Prudenzi. Thánh nhân có óc thông minh và trí khôn sắc sảo, vì thế những năm học ở Padua đã giúp ngài trở nên thông thái, trở thành một học giả, thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, Đức, Do Thái, Hy Lạp và Syria. Thánh nhân nhờ ơn Chúa giúp và Thánh Thần tác động đã sẵn sàng bắt tay vào việc cải cách, cải tổ. Ngài đã dùng lời giảng dạy không bằng những lý thuyết suông mà lồng vào lời Chúa để mang lại một sức sống mãnh liệt hầu lôi kéo các linh hồn. Tiếng tăm của Ngài vang dội khắp nơi, khắp Trung Âu. Thánh nhân còn hăng say với thập tự quân. Ngài đã dẫn đầu đạo binh Hung Gia Lợi, thánh giá cầm tay để chống lại đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài đã chiến thắng thành công vào năm 1601. Thánh nhân còn là một nhà ngoại giao tài giỏi của các đức giáo hoàng. Ngài có đời sống liên kết rất thân mật với Chúa. Ngài dành ra nhiều giờ để cầu nguyện và thực tập các nhân đức. Thánh nhân được Chúa gọi về khi Ngài đang hăng say thi hành sứ mạng được Chúa trao phó ở Lisbon năm 1619. Ngài về với Chúa trong sự khó nghèo, đơn sơ và thánh thiện. Thánh nhân dù rất bận với công việc, nhưng đã để lại rất nhiều sách có giá trị bảo vệ đức tin Công giáo. Năm 1881, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã nâng Ngài lên bậc hiện thánh và Đức Thánh Cha Gioan 23 đặt Ngài làm tiến sĩ hội thánh vào năm 1959. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Lorenzo linh mục, thần trí khôn ngoan và dũng lực để làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban thần trí ấy cho chúng con, để chúng con biết những việc phải làm và làm những điều đã biết. Quý ông bà, anh chị em thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Minh Đăng và Hồng Lan xin kính chúc quý ông bà, anh chị em luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa cứ thế, và mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Và xin hẹn gặp quý ông bà, anh chị em trong chương trình kỳ tới.